Rồi, tiếp tục mình qua part 5, question 28 to 35. Treat the information about Madame Tussauds Museum in London. Choose the best word A, B, or C for each page 28 to 35. Đọc cái thông tin về cái bảo tàng Madame Tussauds in ở London ha. Và sau đó mình chọn A, B, C cho mỗi cái khoảng trống từ 28 cho đến 35. Từ câu 28-35 thì bạn sẽ đánh A, B, C hoặc là C vào cái tờ trả lời. Cái này là khi mình làm bài, còn ở đây thì mình điền vô. Sau đó các bạn có thời gian các bạn viết trở lại ha. Hay làm vậy nhiều lần các bạn sẽ giỏi. Madame Tussauds. One very famous place for tourists in London is Madame Tussauds Museum. Một trong những cái địa điểm mà nổi tiếng nhất dành cho du khách ở London là bảo tàng Madame Tussauds. Here people see figure famous people make up wax. Rồi bên đây mình có ví dụ ha, là người ta đã điền vô là gì đây? Câu số ngay chỗ ví dụ ta điền vô là A là people can, C ok bạn, mọi người có thể nhìn thấy hình dáng của những cái người nổi tiếng mà được làm từ sáp ha. Madame Tussauds were born thì ở đây nước Pháp, mình sẽ chọn giới từ gì các bạn? In ha, were born in France in 1761, ok, năm 1761, tức là Madame Tussauds được sinh ra ở Pháp năm 1761. Her uncle, a doctor, wax figure of people. Ở đây là chú của cô ấy, một bác sĩ. Chú của cô ấy và bác sĩ vẫn là một người ha. Rồi, wax figure of people. Thì ở đây mình thiếu gì đây các bạn? Động từ đúng không? Wax figure là cái hình dáng của người ta bằng sáp. Như vậy, năm 1761 thì cái chuyện này xảy ra trong quá khứ rồi. Mình sẽ qua đây mình chọn chắc động từ nó sẽ ở quá khứ. Hai cái từ hiện tại này là sai. Thứ nhất mình loại liền cái A này. A thì nó là nguyên mẫu sẽ đi với chủ ngữ số nhiều. Rồi còn max là số ít thì hợp. Nhưng mà cái này đã xảy ra rồi cho nên bạn chọn max hiện tại này là sai. Mình sẽ chọn quá khứ ha. Rồi như vậy mình sẽ chọn ngay chỗ câu 29 này mình điền vô là made. Ok. Rồi tiếp tục. He opened a museum of this figure in Paris. Ông ấy mở cái bảo tàng này đếm được không bạn? Được, vậy thì và nhắc để lấy tầng đầu tiên cho nên mình sẽ là ờ. Ok. One thì không phải, mình thiếu mạo từ thôi cho nên mình sẽ chọn là ờ ha. A museum in Paris, ông ấy mở một cái bảo tàng của những cái hình dáng những cái người này nè ở Paris. Mary help in his work. Help ai? Help him đúng không? Rồi vậy 31 mình sẽ điền vô là giúp ông ấy trong công việc của ông ấy. Rồi in 1789 during the French Revolution, trong suốt năm vào năm 1789 trong suốt cuộc cách mạng của Pháp thì Mary sent to prison. Rồi ở đây mình có cái câu này hay. Mary là cái cô Mary này nè. Sen này là past participle, to prison là đi tù. Vậy nếu mà bạn chọn cái 32 này chủ động á thì mình sẽ rồi chọn has, mà cái này là quá khứ nữa cho nên chỉ còn một cái là was là bị bỏ vô tù thôi, bị bắt nhốt. Còn y này ở hiện tại sai, vậy chỉ còn có một cái là c là hợp thôi, là were sent ha. Rồi ok, ngay chỗ này nó là him hồi nãy rồi, vậy mình chọn ngay chỗ này là were sent, tức là năm 1789 trong suốt cái cuộc cách mạng của Pháp thì Mary bị bỏ vô tù. Here she had to copy has of famous people when they were dead, including Queen Mary Antoinette gì đó, cái này là người Pháp. Ở đây thì cô ấy sao chép cái gì? Cái đầu của những cái người nổi tiếng khi mà họ chết, bao gồm cả nữ hoàng Mary Antoinette. Như vậy bên câu 33 này nè các bạn coi, cái đầu này á thì nó là số nhiều, mình loại được cái gì đây? Chữ không có loại được gì hết, chỉ có xác định thôi. Chọn mạo từ xác định là cái đầu chứ không phải là cái bộ phận khác, cho nên mình chọn B ha. Còn những cái đầu đó thì nó không hợp nghĩa, hoặc là any, bất kỳ cái đầu cũng không được. Như vậy chỉ còn có chọn là the head thôi. Ok.
Rồi tiếp tục in 795, năm 1795 thì Mary married François Truchot. Mary đã kết hôn với ông François Truchot năm 1802. In 1802 she came to London with her wax figure. Thì cái câu phía trước cũng đủ thành phần, câu phía sau cũng đủ thành phần. Như vậy ở đây ở giữa mình sẽ chọn liên từ ha, and thì nó hợp nghĩa, còn nó không có quan hệ nhân quả, nó cũng không có là một cái điều kiện gì hết, cho nên mình loại, mình không có chọn because, không có chọn when, mà mình chọn là and ha. Rồi ngay chỗ này mình gõ vô là and câu 34. Rồi she came to London with her wax figure. Here she opened a museum and her figure can be seen today. Rồi vậy số 35 này mình chọn là still ha. Còn ever là đã từng, không hợp nghĩa, yes là vẫn chưa. Thì như vậy chỉ còn có một cái chữ still vô vị trí số 35 này là hợp thôi. Rồi ok. Rồi đọc lại một lần nữa cho các bạn ha. Madame Tussaud, one very famous place for tourists in London is Madame Tussaud Museum. Here people can see figure of famous people make up wax. Madame Tussaud was born in France in 1761. Her uncle, a doctor, made wax figure of people. He opened a museum of the figure in Paris. Mary helped him in his work. In 1789, during the French Revolution, Mary was sent to prison. Here, she had to copy the heads of famous people when they were dead, including Queen Mary Antoinette. In 1795, Mary married François Tussaud, and in 1802, she came to London with her wax figure. Here she opened a museum, and her figure can still be seen today. Rồi, xong part 5 ha.